Qua chưa? Chào anh em nhá, mình đi bắt đường dừa nhá. Bắt đi, bắt đi. Ui trời, đường dừa này. Nhìn nào. Ui trời, đường dừa này các bạn ơi. Ui, rút cái thôi. Các bạn đường dừa này. Ui trời, này, 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 này. Đây, đi, này. Ui này, ui này. Các bạn đường dừa này. Ui này. Mà túi ra. Nhiều các bác miền Tây cứ bảo là đi bắt đường dừa, những cây dừa chặt. Đây mình đi bắt cây dừa này, nhà mình chặt này. Ngoài Bắc nhá, không phải trong miền Tây đâu. Quá trời đường dừa này. Món này biết món đường dừa này về làm món gì được nhỉ? YouTube. Bé có chỗ cái. Giữ túi. Còn đây có bao nhiêu như này. Đây, quay đây này. Quay đây này, nhìn này. Đâu đâu. Đây này. À, con to to này. Nhìn này. Đó. Đấy, ui dồi, đường dừa này. Các bạn này. Nhung nhung hoàng bày luôn đấy các bạn này. Đấy. Nhìn không? Điều trắng ngọt này đây thì cả này đấy. Không chuyển đấy. Ừ. Ôi trời. Lại một thêm một anh nữa đi bắt đồng dừa theo luôn đi bắt đồng dừa các bạn một thùng này. Sơn quên à, quên như này bây giờ còn một thùng này. Sơn đây này cho anh mượn xô mọi người phải lấy xô mình biết như này đang cầm túi bóng mà phải lấy xô to phải xô to đấy các bạn xô 20 lít xô 20 lít này mới đựng được cho hết đồng dừa các bạn để cứ cảnh như này mới được phát này ôi ôi dưa non khác nhiều thật non nhiều thật ăn hết gà luôn. Nhặt nhẹ nát đấy mày nó mới bắt có được chưa được 15 phút này. Đường nhiều đường dừa cỡ này. Vừa bổ thì có mấy phút. Các ông mới đang nhành ông mình đi xe máy xuống đời nhanh quá. Đâu đợi cho nó nát. Đấy nhìn này, này. Đấy. Tốc độ hủy diệt xuống đời. Hạ cái này nó đổ xuống nhỉ? Hạ cái này. Thế thì dẹp ra, tôi đạp nó xuống. Đạp cái gì? Đạp cái gì? Đạp cái gì xuống. Ờ, đạp cái gì? Hất cái này xong rồi này. Này, các bác nhìn này, đúng dừa to chưa? Vừa nãy là anh em. Vừa nãy là... Thôi, hạ cái đây, hạ cái đây cho nó. Hạ cái đây, dí cái đây, cuối cảnh, dí cái đây. Dí cái đâu này xuống, dí cái đâu xuống. Dí cái đâu này xuống. Thôi, nó được đâu. Đây, lấy cái chen vào đây. Thôi. Đây, lấy cái này, mảnh này. Cứ bỏ mẹ. Bùi đi. Các bạn này không? Mình bắt đuông dừa rất nhiều. Đây, nhiều nhà mình rất nhiều dừa nhưng mà nhà mình chặt bỏ đi để nuôi con đuông này. Lại chim đi bắt dừa láo lên. Nhà mình chặt để nuôi đuông dừa. Bán mấy cân mỗi giá 500 ngàn. Các bác miền Tây cứ khoe đuông dừa ở trong đấy, ngoài Bắc mình có mà, cứ đi đâu xa, Hà Nội nhá. Sơn Tây nhá. Khi là gọi là Hà Nội 2 đấy, Sơn Tây. Mấy con này đóng kén hết rồi này các bác. Nhìn đóng kén hết rồi này. Để mình mở đóng kén có gì trong. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, thành thiên thần luôn nhá. Thấy không, thiên thần luôn này. Cũng thiên thần luôn này. Úi dồi, con nào cũng vậy này. Con này đang quần kén này. Mới cái này phải chặt đã.
Ui dồi ôi, ui dồi ôi, thấy không? Ngon chưa? Ngon tuyệt các bác ạ. Rồi đến phần bắt đầu bắt tiếp anh ạ. Nhắc cả ghế ra quê. Thôi tập 1 đến đây là hết nha. Giải tán này. Ui, là bét này, nhìn này.